Quảng Nam, nữ nhân viên sân golf bị chủ tịch của tập đoàn bất động sản đánh nhập viện. Theo tìm hiểu, người đánh nhân viên của sân golf BRG Đà Nẵng có tên là N. VG ông D, hiện nay đang là chủ tịch một tập đoàn lớn hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản của tỉnh Quảng Nam. Trao đổi với Việt Nam Phim, một nhân sự của sân golf BRG Đà Nẵng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, tại nơi này vừa có việc nhân viên của doanh nghiệp này bị một khách chơi golf đánh. Sau khi nhận được thông tin nhân viên của sân bị đánh, công ty cũng đang tiến hành xử lý vụ việc, nhân sự của sân golf BRG Đà Nẵng thông tin. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 12, một nhóm khách chơi golf đến sân golf BRG Đà Nẵng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Chị L là người phục vụ nhóm khách này. Trong quá trình chơi, do bất đồng với chị L khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông D đã dùng gậy đập vào người chị này. Hậu quả là cây gậy driver bị gãy làm đôi và chị L bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Được sân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau khi xảy ra vụ việc, câu lạc bộ GBKDN tại Đà Nẵng đã ra thông báo tẩy chay góp phơ dê. Đồng thời đề nghị các hội gôn và sân gôn cả nước và miền Trung đồng loạt tẩy chay khách chơi gôn này. Theo tìm hiểu, người đánh nhân viên của sân gôn BRG Đà Nẵng có tên là NVG ông Dê, hiện nay đang là chủ tịch một tập đoàn lớn hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản của tỉnh Quảng Nam.